Dự kiến từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 tới đây, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Có hai bị cáo bị xét xử liên quan khoản tiền 5,2 triệu đô la Mỹ, đó là bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tội đưa hối lộ, bên cạnh hai tội khác là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Đỗ Thị Nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị xét xử về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ trong vụ án, trong 2 năm 2017-2018, ngân hàng nhà nước Việt Nam thành lập đoàn thanh tra hoạt động của ngân hàng SCB do bà Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn, nhằm che giấu tình hình tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bà Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo võ Tân Hoàng Văn tổng giám đốc SCB tiếp xúc đặt vấn đề trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra trên cơ sở đó bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ các sai phạm của SCB cố tình che giấu bưng bít làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu cũng theo cáo trạng quá trình thanh tra SCB Bà Nhàn đã nhận tiền từ SCB với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu đô la Mỹ để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che bưng bít sai phạm của SCB. Hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn đã phạm tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận có gặp gỡ bà Đỗ Thị Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền hối lộ cựu tổng giám đốc SCB Võ Tân Hoàng Văn khai nhận đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Lan với tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan. Còn bà Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ cùng 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Theo cáo trạng, dù không thừa nhận, nhưng hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ. Theo khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu cầm đầu. Về phần Võ Tân Hoàng Văn, do đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi bà nhàn trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với nhà chức trách làm rõ vụ án. Căn cứ theo điểm C khoản 2, điều 29 và khoản 7, điều 364 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, ông Văn không bị xử lý về tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, trong vụ án này, ông Văn bị xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở hành vi sai phạm khác. Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đối với 86 bị cáo. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng. Ở vụ án này, bà Trương Mỹ Lan có hai người thân trở thành bị cáo là ông Chu Lập Cơ, Chu Nạp Khe Eric, chồng bà Trương Mỹ Lan, và Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Cáo trạng xác định, hai người này làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan dẫn đến các hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay. Cụ thể, ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chủ tịch hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Năm 2012, Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản ở Times Square để đảm bảo cho các khoản vay. Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square chấp thuận thế chấp tài sản nhằm bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Tiếp đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay theo đề nghị của bà Lan. Ông Cờ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan. Qua trao đổi với vợ, Ông Chu Lập Cơ được đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Ông Chu Lập Cơ đã đồng ý, thống nhất với vợ để ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết công ty Times Square chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị tại SCB. Bị cáo nhận thức rõ, việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc, mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, chu lập cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của Trương Mỹ Lan. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do chu lập cơ hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với tổng cộng dư nợ là 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ với giá trị của tài sản đảm bảo khoảng 30.000 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ quy định tại khoản 4 điều 353, khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Bà Lan bị xác định có vai trò chính gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng của ngân hàng SCB. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra gần hai tháng, kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, nay phải đối diện với ba tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bà Trương Mỹ Lan được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả. Luật sư Giang Hồng Thanh thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, ông là một trong năm luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ông Giang Hồng Thanh, các luật sư khác bào chữa cho bà Lan gồm luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng và Trương Thanh Đức. Luật sư Giang Hồng Thanh cho hay ông và các đồng nghiệp được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Vụ 3 và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ, trao đổi với bà Trương Mỹ Lan. Sau khi kết thúc điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các luật sư trong việc sao chụp, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, thời gian không hạn chế. Về sức khỏe của bà Trương Mỹ Lan, luật sư Thanh cho hay, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát được các cơ sở giam giữ như trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương và hiện nay là một trại tạm giam tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm sóc nên sức khỏe rất tốt bà Lan mắc nhiều bệnh, phải dùng gần 10 loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bà Lan bị thiếu thuốc. Khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi là trại thông báo cho luật sư gửi bổ sung. Về tinh thần, bà Lan ổn định, vững vàng, không than phiền, đổ lỗi, oán trách ai. Bà Lan vững tin vào đảng và nhà nước. Luật sư Thanh cho biết thêm, do gia đình bà Lan ở xa nên cơ quan tố tụng và các cơ sở giam giữ cho phép ông Thanh thay mặt gia đình mỗi tháng từ 2 đến 3 lần gửi đồ ăn uống, nhu yếu phẩm thuốc men cho bà. Bà Trương Mỹ Lan rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng, nhưng bà Trương Mỹ Lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án, trong trường hợp tòa án phán quyết bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường, khắc phục Bà Lan khẳng định với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn. Bà Trương Mỹ Lan chia sẻ với luật sư, không phải bây giờ và trong tình cảnh hiện nay bà mới có đề xuất này. Trên thực tế, từ khi nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn vào năm 2011, theo lời vận động của ngân hàng nhà nước khi đó, bà Lan đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng của bản thân và gia đình đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình để làm phương án cơ cấu các khoản cấp tín dụng yếu kém trước đó, tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ, ảnh hưởng đến hệ thống các tổ chức tín dụng. Gia đình bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý. Khi các luật sư trao đổi với bà Lan về khối bất động sản khổng lồ, ở những vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh, về việc tại sao chưa triển khai dự án, bà Lan lý giải muốn lựa chọn đối tác tốt nhất về tài chính, kỹ thuật và quản trị để xây dựng những công trình tầm cỡ thế giới như tòa nhà Times Square của vợ chồng bà mang lại dấu ấn cho Việt Nam và nhất là nâng cao hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh là nơi dòng họ và gia đình bà nhiều đời nương náu chịu ơn. Sắp đến ngày xét xử, bà Trương Mỹ Lan mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét một cách kỹ lưỡng thấu đáo mọi vấn đề để ban hành quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án